Dạ vâng. Quý vị, các bác, cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5 năm 2021, cấu hình trước cái máy quay mà quý vị, các bác, các anh em chúng ta đang được nhìn thấy. Hôm nay em về được một đôi loa Pioneer CS755, dòng này rất nổi tiếng, có giá thành hợp túi tiền, và về được thêm hai quả trầm Vandori đến từ Mỹ. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bác anh em chúng ta hãy đến với sản phẩm trước tiên, đó là sản phẩm trầm. Hai quả trầm Vandori này đều sử dụng bát 20 năm các bác nhá. Quả này là 5.500.000, quả này 5.600.000. Hai quả này nói về chất âm thì như nhau. Tất cả dòng này từ năm ngoái đến năm nay thì em vẫn bình ổn giá bán cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta, đúng không ạ? Quả trầm đầu tiên có giá 5.500.000 này. Đây là bát 20 năm, gân zin nhá, màng carbon kết hợp sợi thủy tinh và một lỗ thông hơi rất là to chạy từ bên này sang bên này. Sở hữu thùng gỗ lạng màu đen nhá, sở hữu thùng gỗ lạng màu đen tuyệt vời đẹp. Quả trầm Vandori model là CHT80R nhá. Xin đọc lại này, quả trầm Vandori model là CHT80R. Đó. Quả này có nguồn điện của Mỹ này, nguồn điện của châu Âu, các nước. Và chúng em đã gạt sẵn vào các cái cầu điện 220 và 230 rồi nhá, đầy đủ các cầu kết nối để chơi. Dòng Vandori là một thương hiệu chuyên để sản xuất ra trầm. Các công tác ở đằng sau của những quả trầm này thì nút con này, ví dụ như cái nút này là nút chỉnh tiếng trầm sâu và lông. Đấy. Và nút hai cái nút con ở dưới cái nút đỏ này thì ở trên chúng ta ấn nháy 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 như này thì nó sẽ cái đèn ở chỗ nó sẽ nháy lên và nó sẽ cho âm lượng là to lên, và cái nút ở dưới này là âm lượng chúng ta cứ nháy ấn vào thì nó sẽ giảm xuống là nhỏ các bác nhá. Rồi, rất ok, đã giới thiệu xong cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta những quả trầm này, là những quả trầm quen thuộc trong cửa hàng của bên em Tiến Audio Hải Dương, cho nên là cũng không cần phải giới thiệu sâu và kỹ đó, đúng ạ? Các bác đã quen thuộc dòng này rồi, và dòng này em bán rất là chạy hàng và đâu bán hết đấy luôn, mà các bác phải nhanh tay thì còn hàng, còn nó không nhanh tay thì lại mất lượt nhá anh em nhá. Quả trầm thứ hai này là một quả trầm có giá nhỉnh hơn quả trầm kia 100.000, thì quả trầm này có giá là 5.600.000 và kích cỡ thùng cũng như nhau mà thôi. Thì và cái vẻ đây, cái là chúng ta nhìn này, cái quả trầm này cái ai căng của nó như thế này và cái quả trầm của nó như này thì e căng của nó bằng bạn đấy, quả trầm này nó nhoi như này đấy, trông rất là hầm hố đúng không ạ? Nói chung là hai quả trầm này chất âm nó dứa nhau cho nên là đấy, thì chúng ta thấy là cái bát của nó giống nhau nhá, cái bát của nó giống nhau đấy, cái bát của nó giống nhau, nhưng cái thùng của cái em này 5.6 này thì thùng nó lớn hơn một chút nhá, thùng nó lớn hơn một chút, một tí lắm, lớn hơn một chút so với quả trầm kia. Thì quả trầm này đấy là một quả trầm Vandori model là EQ Max 10 nhá. Xin đọc lại này, quả trầm Vandori model là EQ Max 10. Max 10 nó còn có chữ PVE, quả trầm này cũng có chữ PVE nhưng em không đọc. Vandori model là EQ Max 10. Đấy, chúng ta là gọi là EQ Max 10 nhá. Nguồn điện của nó cũng giống như nguồn điện kia thôi. Cũng điện châu Âu rồi điện Mỹ. Các nước nói chung là cũng quả trầm như thế này thì đi nước nào nó cũng có điện để mà dùng đấy. Thì quả trầm này, quả kia thì bát mặt lỗ thông hơi mặt, nhưng quả này thì là bát mặt lỗ thông hơi dưới gầm nền nhà đấy. Chúng ta thích dùng quả nào thì alo sớm cho em nhá, để mà sở hữu một trong hai quả trầm này. Hôm nay em về có hai quả đó nhá. Rồi, đã giới thiệu xong cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta hai quả trầm, bây giờ thì sẽ đi vào giới thiệu cho các bác về loa, đôi loa Pioneer model là CS755 tuyệt đẹp, phải nói là đôi loa quá đẹp. Nếu mà tuyển được những đôi loa đẹp như thế này thì thưa với quý vị và các bác, các anh em chúng ta là rất là ít gặp luôn. Thật sự những đôi loa rất là lâu đời như thế này rồi mà về loa đẹp đến như thế này, CBL còn nguyên. Chúng ta lưu ý mua những dòng loa CS755 này, nhiều những đôi CBL của nó lổ đấy, nó bong chóc ra. Chính vì thế cho nên là chúng ta thấy là
người nhiều anh em nhiều đôi loa thì khác màu này thì chúng là nó chứng tỏ là nó đã bị, tức là CVD bị dán lại, bị dán lại nhé. Đấy. Và các góc cạnh thì đây nó em báo giá cao rõ các bác này, nó hơi bị sức xước một tí đấy, hơi sức xước chứ không phải bị mất miếng nào đâu nhá, không phải bị mẻ miếng nào đâu, hơi sức xước thôi, sức xước đấy là xước nhá chứ không phải mẻ đâu nhá, đấy, rõ anh em vậy. Còn chúng ta nhìn thấy ở bàn đằng sau của nó đấy, chúng ta thấy nếu như anh em chơi audio quen thuộc cũng như là dùng nhiều những dòng loa Bowler thì em đã có nhiều video clip hướng dẫn với các bác rồi, là chúng ta chỉ cần nhìn đít của loa, tức là nhìn cái mặt sau của loa này màu nó còn tươi như thế này thì nó quá là đẹp cho một dòng loa Billionaire. Đấy, chúng ta thấy là đây là nó còn nguyên cả cái giấy khai sinh luôn nhá, còn nguyên cả giấy khai sinh luôn đấy, giấy khai sinh thì người ta vẫn giữ được giấy khai sinh này. Hiếm, rất hiếm luôn nha, rất ít luôn đấy, nguyên cả giấy khai sinh của loa CS755 và đến với thương hiệu của nó em nói đây, model CS Billionaire, model CS755 công suất 100W trên một thân thùng loa, trở kháng 6,3 ohm, hàng made in Japan nha. Rồi ok, và nói về tuyến loa thì miễn bàn luận, nói về tuyến loa nhá, tuyến loa bao quay của nó miễn bàn luận, đẹp keo luôn, thật sự của nó quá đẹp. Đây là một dòng loa có một cái củ bass cực kỳ gấu, củ cung đúc đặc hệt và cái củ của nó cực kỳ to đấy, zin từ ANS nhá, củ nó cực kỳ gấu to zin từ ANS 7 màu vàng chói, củ lâm châm. Thì chúng ta đến với dòng loa này thì chúng ta đến với một em bát có đường kính là 32 nhá, bát này là bát đường kính 32 không phải bát 30 đâu nhá. Em này sử dụng trong mình là một cái loa bát có đường kính là 32 mang giấy gân vải zin nguyên bản, gân vải zin nguyên bản nhá. Và chúng ta thấy cái nón loa nó rất là lạc loài đấy, bên trong là nó có một cái hầm ở trong, bên mà hầm bên trong này và cái nón của nó là nòi ra đấy, rất là ok. Và chúng ta thấy là một đôi loa mà cái màng của nó còn xanh đét như thế này đấy, rất là mới luôn, cái màng loa nó còn xanh đét như thế này rất là mới luôn nhá. Ôi quá tuyệt vời, tất cả các cái gông loa sáng choang, gông loa này, sáng choang đấy. Và chúng ta nhìn loa chung của nó bên trong vẫn còn ánh 7 màu đấy, sáng choang luôn, lưới nước bảo vệ còn nguyên. Và đây là loa tép đôm đấy, loa tép đôm trung đôm tép đôm hai hỗ trợ hai vi tinh chỉnh các bác nhá. Đôi loa Bowler CS 755 sử dụng ba way, tức là loa ba đường tiếng, một loa bass có đường kính 32 bass nặng trịch. Dòng này là dòng loa thùng nén đánh tiếng cực kỳ sâu và xa, nó là dòng loa thùng nén. Đấy. Trung đôm, tép đôm nhá. Đấy, hỗ trợ hai vi tinh chỉnh, quá đẹp. Và đây là e căng của nó. E căng của nó đây. Còn nguyên tem mác đầy đủ cả. Và đến với bên này, chúng ta hãy cùng đến với bên này. Thì đây, cũng e căng tem mác đầy đủ cả. Đấy. Ở đây rồi, và chúng ta hãy cùng đến với góc cạnh của thùng loa. Chúng ta thấy đây là một đôi loa thùng zin từ ANS màu đấy, phải mua những đôi loa mà Bowler CS 755 màu thùng CD của nó phải lên như thế này, cái màu vân gỗ của nó phải là như thế này đấy, nó mới là đúng kiểu màu và đúng chất. Nếu như khác màu này là đã bị dán lại CD. Chúng ta thấy nó bị chảy sức nhẹ nhẹ ở đây đấy, chảy sức nhẹ nhẹ ở đây nhiều đôi và chảy sức quá nhiều đấy, thì người ta sẽ thay đi. Nhưng mà đôi này em không thay, không bao giờ thay, bởi vì những cái chảy xước này nó là những cái bệnh thường gặp của những dòng loa bãi, cho nên là chúng ta không thể nào mà bỏ đi cái lớp xi của nó được, vì lớp xi của nó quá tươi màu và quá đẹp, còn nó vận chuyển và nó xước sát một chút đấy, nó xước sát thôi nhá, chứ không phải là bộ bể lở hay vỡ đấy, chúng ta lưu ý như vậy, xước sát thôi chứ không phải là bể lở hay vỡ đấy. Tem giấy khai sinh hai bên còn đầy đủ đấy, rất ok nha. Đấy, em bán hàng, em tiến bán hàng thì quay rõ và nét chỗ nào như nào là báo rõ nét cho anh em luôn, anh em nhìn kỹ trước khi mua hàng đấy, thấy không, nét không ạ, quá nét đúng không ạ, quay chi tiết từng góc cạnh một cho anh em đấy. Thì quý vị và các bác, anh em chúng ta thấy đấy, cái bát này, úi giời, em nói thật các bác là những đôi loa đây là một điều không phải em nói hay và hàng của em, và chúng ta thấy xem những nhiều những đôi loa khác, chúng ta em dám khẳng định rằng là những đôi loa như thế này đẹp như thế này hiếm, cực kỳ hiếm, cực kỳ hiếm luôn, không phải ai cũng gặp được một đôi loa màng riếc mà nó đẹp, nó tươi màu như này, không phải là ai cũng gặp đâu. Thật sự mà nói là em đã bán rất nhiều dòng loa này rồi, bán rất nhiều rồi, thế nhưng mà đến ngày hôm nay
mới gặp được một đôi đẹp như này, đẹp quả thật là đẹp, quá đẹp, phải một cách khen khen tấm tắc là đẹp, quá đẹp luôn. Đấy. Bên Tây người ta giữ gìn hàng quá đẹp. Cái trung đôm đấy, ánh bảy màu bên trong rất đẹp, tép đôm đấy. Và thế nó là bên trong hình thức loa thì bao zin cho anh em tuyệt đối luôn nha, không zin biếu các bác, không cho, không lấy tiền, cho luôn đôi loa không lấy tiền, để nói rõ anh em như vậy đấy, tư cách bán hàng riêng biệt của em. Và trong video phối ghép ngày hôm nay ấy, thì em ghé phối ghép đôi loa Beowulf CS755 với lại một chiếc âm ly Beowulf SA7825 mã nguồn vàng, đáy vàng, chân cánh tỏa nhiệt vàng, giá 10 triệu 500, bao zin bao đẹp từ ANF, giá 10 triệu 500. Và cái đôi loa Beowulf CS755 em bán cho quý vị với các bác các anh em chúng ta với cái giá là 16 triệu 500. Đôi loa này em dám đảm bảo đẹp như này các bác không bao giờ tìm đâu được cái giá là 16 triệu 500 để mà mua, 16 triệu 500 không, các bác hãy vào kênh và chúng ta hãy cùng tham khảo, không bao giờ có cái giá trong thời điểm này mà giá 16 triệu 500. Em rất là khẳng định một câu như vậy, giá em bán là rẻ nhất. Kể cả chiếc âm ly Beowulf SA7825 mã giá 10 triệu 500, em không phải, không phải nói gì, còn một câu nha là các bác không đi đâu mua được cái giá mà 10 triệu 500 con nguồn vàng đáy vàng này và có cánh chân cánh tỏa nhiệt vàng đấy, nó là dòng hiếm. Còn nói về đôi loa Beowulf CS755, chúng ta có thể phối ghép từ dưới lên trên, âm ly nào cũng hợp. Nguồn phát chiếc đầu đờ lông DCD1515AL giá là 3 triệu 2. Tiếp theo là âm ni đờ lông PMA 780D giá 7 triệu 500, giá bao rẻ toàn đánh thổ Việt Nam ta, đẹp keng sa đen. Nói câu nhá, đẹp keng sa đen luôn. À, rất đẹp, một chiếc âm ni đờ lông PMA 780D thích hợp giải mã trong lòng âm ni. Công suất là 216W, đánh 4 con sò than xăng ken 2 vít các bác nha, đánh 4 con sò than xăng ken 2 vít giống như là bố 940V đấy. Đấy, rất là ok nhá. À, và giá của chiếc âm ni đờ lông P3 780D giá là 7 triệu 500 ngàn đồng. À, 7 triệu 500 ngàn đồng nha. 780D 7825 mã, nguồn vàng đáy vàng, cánh tỏa nhiệt vàng, 10 triệu 500 nhá. Và chúng ta có thể đánh đôi loa Beowulf CS755 này với lại chiếc âm ni đờ lông PMA 940 nhá. PMA 940. Đấy, công suất 205W, đánh đôi loa cực hay và đánh rất nhiều dòng loa, giá 9 triệu 500 ngàn đồng. Và chiếc âm ni khủng long châu bò, công suất khủng long châu bò, đó là chiếc âm ni Sansui AU Alpha 707i mặt gương, công suất 320W, đánh 8 sò than xăng ken các bác nhá, đánh 8 sò than xăng ken công suất 320W. Đấy, chúng ta có thể dinh đôi loa này và đánh với những chiếc âm ni này, đào học từ dưới trên, đào học đào hay rồi. Thì đã giới thiệu xong cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta loa cũng như là một số âm ni và trầm. Đấy, thì bây giờ là đến lượt test âm thanh cho đôi loa Beowulf CS755, một dòng loa huyền thoại của hãng, phải nói một câu là dòng loa huyền thoại của hãng nhé. Dòng này đó không thể nào mất danh tiếng của nó được, rất nhiều người săn đùng nó để mà chơi. Đấy. Và bây giờ xin đọc và chiều cao đôi loa Beowulf CS755, đôi loa có ba chiều như sau. Đôi loa có cái chiều cao là 66,5, chiều rộng là 37,5, chiều sâu là 30. Công suất 100W trên một thân thùng loa, có trở kháng 6,3 ohm. Giá của đôi loa Beowulf CS755 nằm 16 triệu 500 ngàn đồng. Giá này tất cả sản phẩm em báo giá, không bao gồm cước vận chuyển. Mong quý vị các bác của anh em chúng ta lưu ý và nhớ rõ. Bây giờ mời các bác hãy cùng nghe âm thanh.
chỉ vì yêu anh nên em mất cả. Chỉ còn anh ơi, lòng hoang giữa cuộc đời bên sông phố một người nhìn em. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, một mình em. Một mình em thôi.